Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu phật thủ ỷ Thiên TV đang ở trên thượng giới Thì mình đang đi farm cấp độ nhưng mà mình phải chạy về tại vì bị mấy con quỷ lửa bắn dữ quá Với lại hồi nãy mình cũng có hạ gục thêm được một con boss mắc bự nữa Để người ta kiếm được thêm một cái demonic soul stone nữa Tổng cộng là có hai cái rồi nha em vô đây cất vô Và đang farm lên được cấp độ 31 rồi nè Nhưng mà phải chạy về á Giờ bỏ vô đây Mình sẽ cần phải làm một cái bình thuốc thì bình thuốc này là đơn giản hơn không có cần phải làm cái chỗ nấu thuốc làm gì và có thể xài trong vòng 3 phút ở đây thì xài trong vòng 8 phút nhưng mà ở đây không có EMC bên này có EMC ngon hơn chế tạo giờ muốn có thì sao muốn có cần có một cái vial of ordinary water nghĩa là cần phải có một cái vial trước là một cái bình cái bình đâu cái bình bình thường này theo mình nhớ là hình như có làm thì phải à, chính xác có làm nè thấy không rồi đi múc nước thôi Múc một cái Có được bình nước Ai đó ai 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 tấn công tôi Muốn vô đây hiến dân hả Thì cứ vô thôi Không có đề gì hết á Rồi có được mấy cộng lông thôi Giờ nâng cấp lên Thì mình sẽ cần phải có gì đây Là cần có nước Kết hợp với netherwork. Nắm địa ngục Lấy xuống một cái Kết hợp lên Và có EMC không Có luôn có EMC thì mở lên cho học và lấy thêm một cục kẹo ma Magma ma cream Rồi lấy thêm gì nữa Redstone thì phải Redstone chính xác Redstone để xuống Và chỉ việc ráp thôi ta bỏ lên đây ráp Đó Đây là bình thuốc kháng lửa Và tốn 888 EMC Và lấy thử bình thuốc kháng lửa ra chơi này nha uh, Warden. Nó sẽ là Elixir of Fire Warden. Tối đa được 16 bình Ngon lành, ngon lành Giờ qua bệnh, luyện cấp là thoải mái rồi đó Không có còn bị mấy con quỷ lửa bắn bay vòng vòng nữa Nó lại bắn nữa rồi Cẩn thận Né Bây giờ chưa uống thuốc thì sẽ bị dính lửa nha Giờ đó, dính lửa Rồi, mình sẽ cần phải chạy ra Bấm uống thuốc Ta sẽ có thời gian là 3 phút Để có thể được khát lửa Ha 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 Mấy bé coi như là thôi rồi Và chọi cái coi Đi đâu vậy con Nó rớt độn dưới rồi Tại đi xa quá Giờ mình có thể đứng ở đây Để bắt đầu farm tiếp mấy bé quỷ lửa Lên level 40 Rồi mình mới quay về Rồi ta nhìn xung quanh coi Ủa quỷ lửa Ê ê ê Coi chừng chỗ này té xuống chết đó Rồi hạ độ cao xuống con ơi Đúng rồi Hạ độ cao xuống để tôi chém cái coi Và leo lên trên đây nhìn coi Hồi nãy mình hạ gục con boss mắt bự ở ngay đây nè Đằng kia có một con mắt bự nữa và nhìn nó thì có vẻ cũng sẽ rất là cái sâu stone đó Và bên đây cũng có một con Bây giờ mấy bé quỷ lửa xuất hiện rồi Tại vì mình tính bỏ đi Mình qua bệnh mình xử mấy con mắt à, Lỡ rồi chúng ta qua đây đi Chém mấy con này luôn 40 cấp Ngon lành Và 40 cấp rồi còn phải có dư nữa nha Không có dư là không có thể nào mà ép cường quá được đâu Đây là mắt bình thường rồi Mắt nhỏ bình thường rồi. Nó rất là yếu rồi có thêm uh, kinh nghiệm này nọ bên dưới Giờ xuống dưới lấy thì hơi lâu Để chạy về bên kia đi Coi thử coi mấy con mắt đó có con nào là boss hay không Chạy về đẳng Ta sẽ cần phải uống thêm một bình nữa Nhìn lên trên thì con kia có thể Còn nãy đâu rồi Có một con mắt bên đây nè Để mình lên mình vụ nó xuống coi à, Thấy cái màu là thấy ok đấy nha Màu thấy giống rồi đó Tôi thích rồi đó xuống đây em ơi ủa không phải giống giống thôi mà nhìn kỹ là không phải không tới hả cao quá không tới <laughs> con mắt nó ở cao quá vậy là không được rồi chúng ta sẽ cần phải xuống dưới là một món vũ khí tầm xa có thể bắn lên tới trên đó thì lần này sẽ làm cây nỏ luôn đi cây nỏ cho nó đã xuống dưới nha bây giờ xém nữa rồi vô đây bấm này một cái có được một tấm sâu bao ngon lành mở lên các máy này vô cái mt vial này cũng không có làm gì hết tạm thời mình để trống penguin hả cất kêu trống đang có thêm emc rồi giờ cần phải có thêm sách mình sẽ làm hai cuốn trước ta gắn vô rồi để hai cuốn lên trên đây nó in hai cuốn trước và cuốn đầu tiên đang được in ra đó rồi chờ xíu nha chờ xíu Rồi đồ của mình nữa ta lấy ra chuẩn bị cường quá lên luôn Lấy ra Đâu tháo này cái coi Sữa Rồi tháo cuốn này ra Sâu bao ngon lành Protection sâu bao này nọ Và không còn kinh nghiệm luôn hả Ghê thiệt Vậy là phải lên trển farm thêm lần nữa đó Mà farm không cần nhiều đâu Farm miễn sao là gắn đồ được rồi và lấy thêm cuốn sâu bao ra đây là unbreaking sâu bao phải vậy chứ để bỏ áo giáp của mình không có rớt ra bên ngoài chúng ta lấy thêm hai cuốn nữa nha và nhớ là lấy ra sữa trước rồi muốn làm gì thì làm bỏ vô bỏ túi mực vô trọng gắn lên trên đây Giờ điểm lại mình đang có bốn cuốn bảo vệ bốn cuốn lâu hư và bốn cuốn trói buộc linh hồn Nghĩa là nó sẽ không bao giờ rớt ra mất nữa Ta có thể quăng ra được Nhưng mà khi mình tử nạn Nó sẽ tự động chạy ngược về trên người của mình luôn Nó không có cần phải đi ra ngoài ngôi mộ lấy luôn á Rất là sung sướng Rồi cái phần lâu hư này thì có thể không cần thiết Tại vì mình đang có cái đồ để sửa Cái repair talisman nè Cái này sửa rất là tốt luôn á Giờ nếu mà muốn sửa nhiều hơn Thì mình sẽ lấy nhiều cái xuống để đậy một người luôn Lúc đó càng tốt nữa đúng không Và cái kiếm này cũng cần có sâu bao nữa nè thì bây giờ mình sẽ làm thêm cây nỏ để ta có vũ khí tầm xa còn cái phần đồ chơi này á, thì nó hơi tệ một xíu chọi chọi cũng hay á nhưng mà chỉ chọi ở thấp thôi ở xa quá giống như con mắt hồi nãy là nó không chơi được xa quá mà rồi mình sẽ cần phải làm thêm một cái body rồi một cái bay lấy xuống và mũi tên mũi tên đâu công thức của mũi tên arrowhead không phải ta phải có cây bon á, bon thì qua đây, coi công thức của cây bon, à cây bon là làm bên kia, Cái bên này có flat chin chưa? Flat chin đây, flattening, chin. Flat chin không có làm bằng đá cối được mà phải làm bằng lông gà, flat chin gõ thử flat chin coi, flat chin à ha, nếu làm từ slam lip nó còn xịn hơn nữa, mở cuốn nhiệm vụ lên coi, ngó lại những nhiệm vụ trước thì những nhiệm vụ này có cái nào cho slammy sắp linh không hình như không có nha cái slammy sắp linh là một món rất là cần thiết luôn á để mình lấy cái lá mình sẽ nâng cấp được một cái lông vũ ở trên cái mũi tên á nó sẽ xịn hơn giờ không thấy không thấy thì thôi vậy làm bằng lông gà đỡ đi chúng ta sẽ lấy lông gà đây chúng ta lấy cỡ ba bốn cái gì đó ra thôi là được nó cần có một cái à lông gà cất vô. Rồi trong này sẽ cần phải có aluminum brass, plankas, dục trọng và còn lại signalum ở trong đó. Thì à, lấy thêm aluminum brass, một miếng nữa. Ta sẽ bỏ lên trên đây. Và ta sẽ làm đồ bằng men mandolin. À, womanjolin, chứ không phải là men mandolin. Đây là woman. Mở lên, bỏ vô. Rồi cái thấp Biden thì mình sẽ làm từ kẹo dẻo Slummy Slummy mud Ta có cát Đây là cát và đất Rồi làm lên Slummy mud Làm có chừng 8 cái Giờ cần phải có một cục đá hiền triết Để mình có thể nấu nó lên Ta sẽ cần phải có thêm cục thang nữa Đây là cục thang rồi qua bên này Qua đây mở lên bỏ vô Ở đây công thức như vậy để cục than vô Biến thành Slam Crystal Và Clam Crystal mở lên bỏ lên đây Biến thành Slam Thấp Biden Lấy xuống Thêm một món nữa rồi đó Và bên đầu bên đây Chúng ta sẽ có Woman Yolin Thì Woman Yolin mình sẽ cần phải có một cái uh, Rod Chúng ta để Tool Rod trước nó sẽ có một cây tháo ra lấy cây này xuống rồi và trong tập trước mình có cho các bạn coi là signal sẽ không làm được nha bây giờ mình đổ lên trên cây này luôn thì nó sẽ trở thành đầu của cây bon hay là cái cây mà dành cho cây nỏ đó rồi, nó đang khô lại rồi đó nó đây woman vô limbo. rồi qua đây ráp lại ở trong này sẽ bấm vô phần bon và bấm vô đây bấm vô đây ba trăm bốn và chính xác 97.5 cái tỷ lệ là cái mũi bon này nè hay là cái mũi tên này gọi cho nó dễ hiểu bắn vô nó sẽ gãy luôn là 12.5 phần trăm chúng ta lấy xuống giờ là ta sẽ cần phải có một cái bon up moss để mình khỏi cần sửa thường là mình hay cho bon up moss vô trọng và cho nether cord vô trong đây nether cord đây ta mở lên thôi và nether cord nó bị cái vấn đề là do nó có cái cục này nữa nè cho nên phải lấy ra viết cái chữ đàng hoàng luôn nó mới hiểu Và chỉ còn lại một modifier Cũng tạm tạm Và sát thương sẽ được tăng lên nữa Bây giờ nếu chịu chơi á Thì mình sẽ cần phải cho thêm 3 modifier vô nữa Chắc mình sẽ chịu chơi luôn á Để cho nó xịn luôn Rồi ta lấy thêm một cái block up code luôn đi Bấm như vậy thì nó hơi lâu Và đổi lên Bang. Đó Bấm như vậy nó sẽ nhanh hơn nhiều 48 48 giờ phải để một giày Tối đa maximum rồi đó Và được cộng 7 sát thương Cộng 7 sát thương rồi Giờ mở này lên bỏ này vô Bỏ slam sắp lên vô Bỏ này vô luôn Rồi có cây này Cái này đâu có cần à, Stone top Biden đâu có cần Nếu muốn thì làm cũng được Mà thôi khỏi cũng được Tại mình chưa có cái miếng khuôn của cái đó Bây giờ ta sẽ cần phải đổ cái đuôi hay là cái thân của cây nỏ và lấy ra ta sẽ cần phải làm bằng gì đây suy nghĩ suy nghĩ à, làm bằng Cobalt uh, coban luôn đi ha chắc là bằng coban luôn đi làm bằng menulin hay là coban sẽ tốt hơn ta coi thử coi ở đây nó sẽ có max damage là 19.6 rồi woman đời 18.3 ba vậy là làm bằng coban sẽ ngon hơn hả vậy làm coban coban ban cần bao nhiêu đây cái này sẽ cần phải có 5 cái mở lên bỏ vô đây bỏ vô trọng rồi bây giờ qua đây coi đây là cây nỏ nó sẽ cần phải có cái bow string nữa bow string là sẽ dây dây chỉ có làm từ chỉ thôi vậy làm từ chỉ dây đây để lên và lấy chỉ xuống đây bỏ vô Ủa chỉ của tôi đâu Tôi nhớ tôi mới bấm xuống mà Đó Chỉ Rồi có chỉ rồi nha Lấy một cái Rồi cất cái này vô Cái này không có bỏ vô chổng được Ta cất mấy này vô luôn đi Ở đây sao rồi Chút xíu nữa Và còn lại một cái mô tình aluminum brass Giờ mình sẽ dục cái này đi ta dục cây này đi Và bên đây cộng 7 Nãy là cộng 4 sát thương á rồi xong rồi kìa đổ ra đó một cái phần nữa đã có giờ chờ nó đổ xong đông đặt lại ta sẽ làm được cây nỏ và cây nỏ vô đây ráp bỏ vô bỏ cho chính xác rồi thấp bay đinh để phía trên để cái này vô và nó sẽ có sát thương 1.5 trái tim raw speed 4.2 và tốc độ của mũi tên là 7.95 thì coi bên này coi nó không để Raw speed dịch chân người ta coi không có thấy gì hết trơn hết đó đây là nguyên một bộ làm từ Cobalt coban luôn á giờ mình sẽ làm công thức như vậy rồi có công thức này rồi à, đầu tiên là ta sẽ cần có bon of moss tiếp để cho nó tự sửa và tiếp theo là sẽ cần phải có red tone red tone lấy hai cái đó ra cái trong đó nó không có còn emc luôn trong này có ba modifier thì moss sẽ giúp cho tự sửa và bỏ reston vô sẽ giảm thời gian dương cung xuống dương nỏ này nọ nó mất lúc đầu là 4.2 bây giờ bỏ vô một cái là 4.15 giảm xuống thì bỏ càng nhiều càng giảm bỏ vô bỏ vô cứ thế mà bỏ vô giờ mình sẽ cần phải tăng thêm modifier vô ta sẽ lấy một cục kim cương và một khối vàng không có còn gì chỏng hết trơn hết á lấy một cục kim cương một khối kim cương đau đớn quá lấy khối kim cương ra là không có còn gì hết trơn người ta ủa làm gì bay hết trơn rồi nhanh dữ vậy mấy trăm emc của tôi luôn đó ủa sao nhanh quá vậy khối vàng coi khối vàng vẫn còn đủ lấy một cái là còn có tám mấy ngàn emc luôn thiệt tình rồi đây nó sẽ lên thêm một modifier nữa và còn một cái nether star với golden apple Golden Apple Hình như là Enchanted Golden Apple mới được Cái này không có chơi được Cái này thấp quá Rồi bây giờ có thêm rồi Thì phải lấy thêm Redstone ra thôi Chúng ta sẽ lấy ở đây Một stack, một đống Mở lên bỏ vô Và bây giờ là 3.45 Nó từ bao nhiêu? 3.5 Mỗi lần là giảm 0.05 đúng không? Chính xác à, giảm xuống Giảm đến tối đa chưa? trăm rưỡi 3.15 Đó là thời gian mà cần phải dương cây nỏ lên Bỏ này vô Bấm coi Đó Các bạn nhìn thấy cái ô vuông không dương nỏ lên rồi đó Và sẵn sàng đưa lên Rồi mình sẽ cần phải bỏ cái bên đây vô đây một cái Bỏ cái cục này vô đây ba mươi mấy ngàn EMC của tôi Ủa Lấy cái này ra hèn gì tốn Nãy không để ý luôn á Rồi làm lại làm lại chúng ta sẽ cần phải có một cục một khối kim cương với lại uh, gì ta golden apple nether star một khối kim cương với lại uh, golden apple đúng không hình như không phải thấy nó kỳ kỳ à không không đây đúng rồi nè cái này với cái này bỏ cái uh, trái mà bình thường là không được nha cái trái phải là tịch mới được cái trái mà xịn mới chơi thêm một modifier nữa và một món đồ sẽ được tối đa là thêm 3 modifier nữa ở trong đây không có bản mod tinh cơ lên cấp cho nên mình chỉ có tối đa là 3 modifier mà thôi rồi giờ bỏ vô mình sẽ lấy redstone ra giờ mới thật sự là hết tiền luôn rồi đó emc là chơi tới bến luôn nha giờ trong này sẽ là 3.1 chắc giảm được xuống còn tới 2. chấm mấy thôi à này cố gắng giảm tối đa luôn á rồi bao nhiêu 2.45 là tối đa. Maximum diameter là 19.6. Rồi ngó coi con mắt đâu rồi. Ủa bé mắt đã biến mất rồi. Không có còn ở đây nữa. Và kiếm một mục tiêu khác. Chúng ta sẽ cần phải đi xuống. Chúng ta kiếm một mục tiêu khác coi. Giờ cần bắn con mắt để coi cái mũi tên nó bay có thẳng hay không. Ví dụ như bắn nè. Đó, mũi tên bay cũng rất là thẳng và thời gian hồi mũi tên cũng khá tốt. Ủa bắn đầu rồi ta. Nghe tiếng á. Nghe tiếng nó bắn ở đâu đó. Giờ ta lấy thêm một mớ này ra nữa. Để uống vô. Đó đó đó, đó kìa, có con mắt kìa. Giờ mình sẽ cần phải ăn vô một cái nữa. Để mình coi coi sát thương là được bao nhiêu nha. Con mắt ở phía bên kia. Mới thấy đâu rồi. Con mắt bự. Ủa nó bay lên trển rồi kìa thiệt tình mấy bé này nữa mấy bé này đơn giản không có cần phải mất trong mấy bé này nhiều con mắt ở trển đúng không để mình leo lên cái có cây nỏ rồi là phải đi test nỏ liền leo lên leo lên con mắt con mắt có bao nhiêu sát thương bao nhiêu máu bóc one shot con mắt <laughs> phải vậy mới được bữa giờ con mắt nó cứ chạy tới chạy lui hoài à Giờ mình sẽ bắn thử coi mình bắn trúng được con quỷ lửa luôn. Bắn thử thôi mà trúng luôn. Cái này bắn thử mà trúng thiệt á. Rồi chạy qua đây. Có con mắt bự nào nữa không? Không thấy nữa. Mắt bự chắc nghe thấy là giác nhỏ ra bắn nó nên nó sợ nó chạy mất tiêu rồi. Có con là skeleton kìa. Cái này bắn cũng thẳng lắm nha, chứ không phải là bắn nó bị chạy cái nó bay cầu vòng xuống đâu. Bắn cũng rất là thẳng luôn á. Quá tốt luôn. Giờ mình có thể tự sửa mấy món này được hết Nó có auto repair nè ta hy sinh một cái modifier để làm chuyện đó Rồi nghe tiếng Và có cái con đầu lâu bay tuốt trên kia đang bay xuống kìa Bắn cây rất chảnh luôn thấy không Ghê thiệt Quá chính xác Mình mới farm lên 20 cấp độ Giờ mình sẽ cần phải cất bớt những thứ này vô Dục vô trọng Rồi ta sẽ dục cái này vô đây Không cái này ở trên đây Này trên này nè à. Dục vô và bây giờ mình sẽ kết hợp Protection và sâu bao 9 cấp 9 cấp kết hợp vô Lấy xuống Rồi thêm một cái Unbreaking nữa đi Cho nó trọn vẹn luôn Bỏ vô 12 cấp Ủa sao vừa đủ luôn vậy ta bây Giờ ví dụ như là không gắn cái đó vô trước Thì nó sẽ như thế nào Không được Phải để ngược lại 14 cấp 14 cấp 47.960 EMC cũng vẫn có thể chấp nhận được. Vậy là 14 cấp nữa ha. 14 cấp nữa là được á. Giờ. Uh, chơi luôn. Chơi cái này vô luôn. Unbreaking cấp độ 3. Mình cũng đang phân dân lắm. Tại vì đồ của mình á. Bây giờ là. Có được cái đồ để sửa rồi. Thì không có cần thiết. Phải bỏ cái lâu hư này vô nữa. Cho nên thôi. Chúng ta sẽ để lại sau đi. Và để lại. Thì để này lên. Nhưng mà thử một cái nữa. Cũng rất là hay. Đó là cuốn sách này. Bỏ vô đây. 60 cấp độ vẫn có thể làm được luôn Nó không có phải là nó vừa quá 40 cấp nó không chịu Nhưng mà vẫn có thể làm được luôn Nhưng cấp độ cần rất là nhiều Ghê thiệt Rồi à, vậy là ta sẽ cần phải để lên ha Để lên Protection và sâu bao Ngon lành Bây giờ trong này mình đang có 7 cái Wither Skeleton Skull Mình bỏ lại một cái Mình sẽ xuống dưới mình đánh con Wither Boss tiếp ta cần có thêm một cục sâu sen nữa các linh hồn đâu lấy xuống các linh hồn đây vô đây rồi lấy hai món này lên một hai ba rồi và gắn lên thôi gắn lên rồi ra đây đi ra đây đứng để đừng có bị nguy hiểm và nên chuẩn bị sẵn luôn một cái câu apple đi chúng ta có cái loại bình thường cũng được nữa không sao giờ lấy ngõ bắn nó được không được luôn và bắn tóc bắn cũng mất nhiều máu á nhưng mà ở cái giai đoạn này là còn bắn được nha qua giai đoạn sau là bắn không có được nữa họ chém đi nha. chém nhanh đi ra đờ rồi đây dính cái gì đó phát triển đứng đứng ở đây được bảo vệ và máu mất cái ghê quá vậy sao máu mất ghê vậy ăn vô cái coi được. có phần bảo vệ thêm rồi đã chém ôi mày gáp đâu ra vậy ôi xuất hiện quá chừng luôn nó bị hạ gục cái mày gáp ra quá chừng luôn ê đừng đừng ma đừng ma đừng ma rồi tôi xỉu luôn rồi Wither quay luôn vô lấy được kinh nghiệm và đập cái mộ ra trả lại đây cái mộ đã quay trở lại lấy máu gì này nọ cất lên lấy cái đồ lông đao xuống và được 130 mấy luôn nè à. Bỏ vô lấy EMC thôi Tại vì mình đang có tội gì mình không đánh Chúng ta có Enchanted ha Nãy chơi Golden Apple thì nó hơi mắc tiền Nhưng mà đầu tư này cũng xứng đáng Rồi giờ cần phải triệu hồi thêm một bé With bot nữa Lên được cấp 19 luôn rồi kìa Rồi bên kia còn nữa kìa Đây là từ mấy bé gas thôi Nãy có hạ gục Và mở lên Chúng ta coi Ủa nó có được uh, nether tin ọt nữa <laughs> nó phá ra mà bỏ mấy này vô bỏ này vô rồi bây giờ ta sẽ triệu hồi wither boss lần nữa mình có thêm một trái tim vàng đây vô đây triệu hồi tiếp trò chơi này rất vui con wither nó nằm ở trỏng và chuẩn bị giác dao ra chém nữa Chúng ta chắc phải ăn trước cái này quá Chờ xíu, chờ xíu ôi có con đằng kia nữa kìa Ở đâu đi bộ ở đây vậy cưng Đi bộ ra đây hả Ai cho đi bộ ra Ăn vô Rồi đó Vô xả Xả đi Bắt đầu chém à, Chém vậy thì không dính cái ứng quy đờ cũng đỡ Rồi mới nói <laughs> Mới nói luôn á Dính rồi Thế tên Dính rồi lại tự tử nạn lần nữa quá Ơi đừng mà, đừng mà, đừng, đừng, đừng Đừng có làm như vậy Mấy con uh, quỷ lửa gì Mấy con uh, gáp này Đừng có làm như vậy Rồi xong, lại xỉu nữa rồi Trên người mình chỉ có mỗi cái kiếm kim cương thôi Mình sẽ bay vô Mình xử mấy con này Rồi có cái con uh, Con xương, cái xương từ cái mộ á Chứ gì hết Xương từ cái mộ, chém nó Vậy thôi, quá đơn giản và chúng ta bị hạ gục hai lần chính cái hiệu ứng quê đời phát á chúng ta đã bị khô héo chúng ta bị tàn úa theo thời gian <laughs> xỉu mất tiêu luôn đập ra rồi lấy lại gắn cái này lên nhìn coi được một cái nether star nữa rồi chính xác và mở lên bỏ vô rồi mình đã có thêm emc giờ đồ thì đang tùm lum hết cho nên mình sẽ cần phải giác cái này qua mình quăng cái này lên. Mình sẽ lấy một cái Golden Apple. Một khối kim cương. Một cái Nether Star. Không đủ. Không đủ rồi. Một khối kim cương với một cái này mắc tiền quá. Chúng ta sẽ kiếm cái Nether Star sau nha. Bây giờ ra thêm một modifier nữa. Lấy qua. Rồi Nether Core thôi. Lấy xuống. Bỏ vô. Ủa bỏ lộn chỗ. Bên đây mới đúng bên này bỏ vô và sát thương sẽ tăng lên 3.5 trái tim lên được nhiêu lên không chưa lên chưa lên từ từ bốn rồi kìa đó phải vậy chứ lên nữa giờ còn nhiêu ở trọng còn uh, ba cái đây và lên được 4.5 nghĩa là chín là thắt đa mét quá đã quá đã giờ bắn là khỏe rồi đó Giờ gom đồ lại Cây đồ lông đao này sẽ xài nhiều nè Thì mình sẽ cầm cái đồ lông đao Rồi những cái món nào không cần xài Ta sẽ dục ra Giờ mình sẽ tháo cái áo xuống trước Để mình cường quá lên Bỏ vô, bỏ vô Và tạm thời chưa có lâu hư nha Ta sẽ tốn 14 cấp Tháo xuống Rồi coi nếu bỏ lâu hư vô Thì tốn thêm nhiều nữa 13 cấp nữa Chỉ cần đi farm là có thôi Không có vấn đề gì hết Và bẩn lên Nói tóm lại trong ngày hôm nay thì mình đã có được một cây nỏ rất là mạnh để có thể bắn được tầm xa. Và đang cường quá bộ đồ của mình đang bận lên. Còn bây giờ ta sẽ tạm dừng tại đây và mời các bạn trong những tập kế tiếp. Bye bye!